Ok, mời các bạn ăn đêm cùng mình nha. Ăn đêm cùng Mr. Tịch đấy. Mít mít Việt Nam à, ăn cơm mì tôm nha các bạn. Mì tôm mì cay. Mì cay Hàn Quốc. Đây các bạn, vì đây mì cay này. Đấy. Mì cucumi đấy. Đúng một gói ít quá các bạn ạ. Mày có mì tìm được nửa gói rửa. Mình cho vào luôn. Mì tôm không người lãi thôi các bạn, chứ không có gì đâu. Mời các bạn nha. Hơi nhạt. Làm tí gọi là tương ớt các bạn ạ. Ok nhá. Thì mình nãy mình chưa cho hết cái bột canh, thì mình cho hết vào rồi. À, có chanh. Các bạn, tôi có chanh không ạ? Không ăn thì lỡ cũng hỏng này. Tôi mua chanh mấy hôm rồi. À đâu, được phải từ tuần, từ lúc giao tiết đấy. Vừa giao tiết này mua. Thơm hẳn luôn các bạn. Đúng rồi. Có chanh cái thơm hẳn luôn. Thì tôi không người lái. Tôi chỗ này tôi đang ăn kiêng các bạn, nên là tôi chỉ ăn mỗi dưa chuột thôi, thì nó không thức ăn, nhà cũng không thức ăn. Đấy. Một tí chua chua cay cay ngon hẳn. Nhưng mà mình kiêng rồi ạ, thì mình ăn nó vừa vừa thôi, chứ mình không gọi là cay quá. Ngon các bạn. Ngon quá à. Làm sao mà các bạn biết được cái mùi vị của nó. Ngon nhỉ. Thái công kiểu Oh my god, ngọt quá đi nhỉ. Ngon quá. Cái loại mì cay này ăn kiểu gì ấy bạn? Sợi nó to. Cây kiểu Hàn Quốc. Mình đi ngủ từ lúc 7:30, trong mình tự nhiên tỉnh các bạn, lạnh quá. Đi điện thoại mình ở giường nhá. Màn hình còn sờ và màn hình còn ướt hết luôn, chứng tỏ là độ ẩm quá cao. Phòng của mình nhà kiểu nhà cấp 4 ngày xưa này. Nhà cửa hở, cửa không kín như cái cửa cái nhà của các bạn bây giờ. Nằm lạnh lắm, chăn thì mỏng, cấu chăn luôn.
Đấy, mời các bạn nhé. Mì tôm không người lái đâu em. Mình mua súng ấy hết tiền rồi các bạn ạ. Giờ chuột, gió mát ruột. Chắc mình phải quay cái lớp đời thưởng rồi các bạn ạ. Như bây giờ đầu tư thế các bạn chả xem gì. Không phải, nói chung cũng không trách các bạn được. Mà là YouTube nó không đổi đề xuất cho mình các bạn. Mát hả? Mát hả? Không người đãi nhưng mà cho chanh vào ăn đúng không? Phải hạt chanh. Bạn nào ăn mì tôm kiểu hú hú bên đường như mình không? Tại mình thích ăn nước, mình thấy nước cũng là ngon nhất rồi, nước ngon nhất luôn. Trong kiểu nhà mình nghèo, ngày xưa mình ăn húp với cả nước. Như cái đợt mình xuống Hà Nội ạ, mình làm mấy anh chị đấy, thế mình thấy anh mọi người ăn, mọi người toàn bỏ nước rồi các bạn ạ. Đấy, nhưng mình thì toàn túi hết thôi. Nói chung là khổ mãi, quen. Nước vừa chua chua cái cây mặn mặn ngon ngọt. Quá ngon. Lúc tối mình nấu ít cơm chứ không mình lấy cứ nguội ăn cùng ấy. Có một cây nguyên nhưng mà mình không ăn. Ăn nhạt thôi.